Xin chào các bạn, hôm nay nhạc của Minh Phụng xin giới thiệu cho các bạn một cây đàn piano cơ mới đến từ thương hiệu Yamaha. Chắc là thương hiệu này cũng đã quen thuộc với tất cả mọi người rồi ha. Hôm nay cái bên mình đây là nhân vật chính. Các bạn thử đón xem cây nguyên phần này thì nó có giá tầm khoảng bao nhiêu. Cái giá nó sẽ rất bất ngờ đấy. Và bây giờ chúng ta thử cùng khám phá xem thử là bên trong phần đàn này có gì. Chính